Thế chúng ta tiếp tục nhá. Ăn bột cam lên nào, cam bật bích lên. Tôi ạ. Kết hợp cả kiến thức ở ngoài nữa. Thế theo con học hướng dẫn viên du lịch thì họ sẽ làm gì này? À, hướng dẫn viên du lịch thì làm gì trong những từ này? Nhân viên du Hướng dẫn viên du lịch thì gì? hướng dẫn viên Chọn từ nào nào? Thử nào. Thử hết tất cả new các. new store people. Nào đầu tiên tiếng Việt trước đã. Hướng dẫn viên du lịch là những người như thế nào? Đây con đang vào cái phần mà về đặc điểm của một công việc ấy. Thế phía bên ngoài thì những cái người mà hướng dẫn viên du lịch thì con thấy họ như thế nào? Đặc điểm công việc của họ ra sao? Điện đường Hả? đi nhiều nơi dẫn Ừ, đường. đi nhiều nơi. Thế thì chúng ta có cái cụm từ đi nhiều nơi thể hiện đi nhiều nơi ở cái từ nào? Đi nhiều Chúng ta có cụm từ thể hiện đi nhiều nơi run the work đâu? đi Chúng ta nhiều có cái cụm từ works rồi à? Works là gì? works Bây giờ con chọn từ nào nào? Cô vẫn chưa nghe kỹ. này. A journalist, người hướng dẫn viên du lịch. Thì bây giờ con bảo họ đi nhiều đúng không? Đi nhiều thì nãy chúng ta có mấy từ? Một là họ sẽ phải lái xe nhiều. Một là drives. Hai là travels. Travel mang nghĩa là gì? Travel mang nghĩa là đi du lịch nhiều. Thì những người hướng dẫn viên du lịch này có đi du lịch nhiều không nào Vinh? Có chứ, mình linh động lên. Mình chọn hết tất cả những từ này, mình thấy từ nào hợp lý là mình quất luôn, mình lấy luôn. Thì sit là gì? Ngồi. Họ có ngồi nhiều không? Không ngồi nhiều. Runs, chạy, chạy nhiều không? Có thể là chạy nhiều, lấy luôn. Runs a lot cũng có thể, bởi vì họ phải chạy theo khách du lịch, họ phải chạy khắp nơi để hỏi thủ tục cho khách du lịch, họ phải chạy khắp nơi để hỏi xem là đi đi chơi ở đâu, đi ăn ở đâu cho ngon. Đúng không? Họ sẽ phải làm gì? Walks. Đi bộ. Đi bộ nhiều, đi bộ nhiều. Bởi vì phải đưa khách du lịch đi tham quan điểm A, điểm B, điểm C, điểm F. Mình linh động lên chứ. Sao mình cứ ngồi xong rồi mình nhìn xong rồi mình mãi mình không chọn được từ nào. Cô đã bảo rồi, cách dùng là phải linh hoạt lên, cách học linh hoạt lên. Mình chọn một trong những từ này, nếu không được từ nào bỏ, chọn sang từ khác. Từ nào cứ nghe hợp lý là con chọn. Từ travel nghĩa là gì? Travel cô đã dịch rồi, travel là đi du lịch. Thế bây giờ đi du lịch gì? Around the world. Đi du lịch khắp thế giới. Đúng không? Gì? Travel a lot cũng rất hợp lý luôn. Đi du lịch gì? Đi du lịch rất nhiều. Đúng không? Đúng không nào? Đó. Thế tiếp này. Thế musician. Musician thì làm sao? Viết. Write gì? Write music. Viết gì? Viết nhạc. Mình phải linh động lên cả kiến thức xã hội của mình nữa, chứ không phải là chỉ nhìn vào những từ tiếng Anh này thôi không. Và cách học là gì? Khi mà con cần phải nối bất kỳ một cái cụm từ nào, con cứ thử. Con vứt hết tất cả những từ đấy vào trong một câu xem nó có hợp lý không. Ví dụ như vừa nãy cô bảo con là a lorry driver. Thế bây giờ sit a lot thì có hợp lý không? Ngồi nhiều thì có hợp lý không? Có hợp lý. Lúc nào họ cũng phải ngồi ở cái khoang buồng lái để họ lái. Nên họ ngồi rất nhiều, họ ngồi cả ngày.
Rất hợp lý, lấy luôn. Nói luôn với cô Ngọc là a lorry driver sits a lot. Cũng là một câu trả lời. Hoặc là gì? A lorry driver drives a lot. Cái người lái xe tải làm sao? Lái xe gì? Lái xe rất nhiều. Hoặc con có thể chọn lái xe khắp thế giới cũng được. Tùy con nhá. Nhưng mà miễn là nó nghe nó hợp lý. Họ có thể lái xe khắp thế giới được mà, đúng không? Họ có thể lái xe ở Việt Nam, nhưng ngày mai họ đi sang Anh, họ đi sang xuất khẩu lao động bên Anh, họ lái xe bên Anh. Đúng không nào? Cũng nghe cũng rất hợp lý, đúng không? Thế footballer thì làm sao? Cái người đá bóng làm sao? Phải chạy. Chạy gì? Chạy rất nhiều. Nhiều. Đúng không? Đúng không? Thế nên mình phải linh động lên. Học tiếng Anh mình phải linh động lên nhá. Đấy, từ vựng thì cô cho hết rồi. Dịch hết rồi. Đấy. Bây giờ chuyển sang phần khác. Chúng ta mất tận 15 phút cho cái phần này luôn. Rồi, bỏ qua phần nghe. Bây giờ trong bài này chúng ta sẽ có một cái phần liên quan grammar. Grammar là cái phần nào? Đó là present simple. Present simple là gì hả con? Bây giờ hỏi lại này. Present simple là gì? Present Present simple là gì? Học rồi nhá. Hai thì này chúng ta đều học rồi. Present simple là gì? thì Nhìn vào cấu trúc câu. Nhìn vào cấu trúc câu. He helps people at work every day. Vậy present simple là gì đây? He helps people at work every day. Vậy present simple là gì? Cái gì nhỉ? Nhìn vào cấu trúc. Nhìn vào cấu trúc câu. Present simple là gì? Nhìn vào cấu trúc câu nào. He helps people at work every day now. Cái cụm từ every day đó gì đấy? Ủa? Sao lại đã quên hết kiến thức rồi hả Vinh? Không còn nhớ một chút kiến thức nào về cái thì này à? thì hiện Dạy được tại tận tiếp 2 buổi luôn. Gì? Thì gì? tại tiếp diễn Sao lại hiện tại tiếp diễn? Every day mà lại hiện tại tiếp diễn à? day. Everyday là thì gì? Dấu hiệu của thì gì đây? Bây giờ dấu hiệu còn không nhớ này. Dấu hiệu của thì Dấu hiệu thì gì? Dấu hiệu thì gì? Hiện tại đơn. Nha. Everyday. Hiện tại đơn. Hôm nay cô còn đang tính cho con làm luôn bài tập cơ. Bởi vì hai thì này chúng ta đã học rồi. Không cần phải nhắc lại nữa. Con về mở lại vở mà chúng ta đã học. Hai thì này học rồi. Kìa, cấu trúc cho rồi. Rất đầy đủ. Dấu hiệu nhận biết cho rồi luôn. Nhìn vào dấu hiệu nhận biết everyday là biết ngay thì hiện tại đơn. Thế thì thứ hai nào. She is eating a big ice cream now. Là thì gì? Chị Là nước tìm hiện thì tại gì? cuộc Chúng chiến ta có dấu hiệu nhận biết là từ gì đấy nhỉ? Từ nào? Đúng không? Từ nào? Đây. Từ nào đây? Now là thấy đây là thì hiện tại tiếp diễn. Ok, về nhà xem lại cách dùng cho cô Ngọc nhá.
À, bây giờ vào phần bài tập này. Choose the correct word. Nhìn vào đây luôn. It's half past nine. Bây giờ đang là nửa đêm. Tom, half past nine, sorry. Bây giờ đang là 9:30. Tom's at school and gì? Bây giờ chúng ta có thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Vậy trong câu này con thì sử dụng thì gì nào? Phân tích câu này đã nào. Câu này đang là thì gì? Và dựa vào đâu để chúng ta nhận biết được nó nào? Em còn nhớ gì không? Con còn nhớ gì một chút gì về Hiện cái tại đơn vì sao lại chọn hiện tại đơn ở đây? Saturday. Câu số 1 mà. Ừ. Câu số 1 Câu số 1 đang là thì gì? đơn Thì gì? quá khứ tiếp diễn. Sao lại quá khứ ở đây ở Vinh? Saturday. Lại quá khứ ở đây nhở? Sao lại quá khứ ở đây? Vừa cô mới nhắc đấy là thì gì? Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn mà bây giờ đã ở đâu ra từ quá khứ rồi? Hả? Thế thì ở đây chúng ta chọn thì gì đây? Tại tiếp diễn. Ừ, vì sao chọn hiện tại tiếp diễn à? Lý do chọn hiện tại tiếp diễn. Lý do chọn hiện tại tiếp diễn là gì? Hay là chọn bừa? Ừ. Vì sao con chọn hiện tại tiếp diễn ở đây? Nào. Vì sao con lại chọn hiện tại tiếp diễn ở đây? Ừ. Con phải dựa vào cái dấu hiệu nhận biết nào chứ, cô Ngọc đã dạy rồi. Khi con làm bất kỳ một cái bài tập nào, con đều phải phân tích thứ nhất. Nó là thì gì? Vì sao lại chọn thì đấy? Dựa vào dấu hiệu nhận biết nào? Dựa vào cách dùng nào để mà xác định nó là thì đấy? Đúng không? Thế ví dụ như vừa nãy cô Ngọc nói là cái dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn là chúng ta có cái từ từ vừa nãy là từ today á. À, every day. Sorry. Vừa nãy là trong cái ví dụ vừa nãy là có từ everyday. Cô Ngọc bảo con là từ everyday này chính là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn. Thế thì bây giờ trong câu này dựa vào đâu để con biết ở đây là hiện tại tiếp diễn? Có lý do chứ, đúng không? Thế câu nào nào? Chỗ nào cho con biết đây là thì hiện tại tiếp diễn? Ừ. Có biết không? Hay là chọn bừa thì để cô Ngọc giải thích này. Có giải thích được không? Con có giải thích được không? Đâu Ừ, con không đúng không không? Thế bây giờ con nhìn vào câu này cho cô Ngọc. Đây là mấy giờ? Half past nine là mấy giờ? 9 giờ 9 giờ mấy? half past Half past nine là 9 giờ mấy? yes half Đừng bảo với cô Ngọc là lại không biết từ này là gì nhá. Cô Ngọc cũng đã dạy về cách xem past 9 giờ mấy? 9 giờ 30. 9 giờ 30 là gì? 9 giờ 30 nghĩa là cái câu này nó có thời gian cụ thể không? Có thời gian cụ thể. Và nếu có thời gian cụ thể thì con chọn nó vào thì nào? Thì hiện tại tiếp diễn. Trong cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn cô Ngọc đã nói là gì? Câu nào mà nó thể hiện cái thời gian hoặc là thời điểm cụ thể thì chúng ta chia nó vào thì hiện tại tiếp diễn. Thì đấy chính là một trong những cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn. Đấy, thế nên câu này he is studying là chính xác. Rồi bây giờ chuyển sang câu số 2 nào. Câu số 2 bây giờ chọn giữa hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, con chọn hiện tại nào? Câu số 2 nào. Câu số 2 chọn đáp án nào?
đại, hiện tại làm Hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn? hiện tại đơn Ừ, vì sao chọn hiện tại đơn? có Lý do. everyday. Đúng rồi, đấy. Học cô là phải biết lý do vì sao lại chọn nhá, không phải chọn bừa là được. Phải có lý do để chúng ta chọn. Đúng không? Thế trong câu này chúng ta nhìn thấy từ gì? Everyday. Everyday là gì? Là mỗi ngày. Mỗi ngày thể hiện cho từ thứ nhất là bởi vì nó có cái từ everyday. Thứ hai là khi có từ everyday này thì nó mang nghĩa là gì? Một hành động, một thói quen lặp lại hàng ngày. Mà đã là hành động, đã là thói quen lặp lại hàng ngày thì nó chắc chắn là thể hiện tại đơn. Đúng nào? Thế thì câu này chúng ta sẽ chọn là gì? Gas up. Ok? Câu số 3 chọn gì đây? Has hay là is having? Mẹ của tôi ở trong phòng tắm và cô ấy chấm 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 tắm. Thế bây giờ chúng ta có từ have a shower nghĩa là tắm đúng không? Thế bây giờ chọn là hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn nào? Hiện tại đơn Tại đơn, vì sao đến chọn hiện tại đơn? hỏi hiện tại tiếp diễn nhé, Ừ, thế vì sao chọn hiện tại tiếp diễn? mẹ của cô ấy đang tắm. Ừ, nó thể hiện cái quá trình đúng không? Đúng không? Tắm thì có thể là tắm trong một một chốc một lát không? Không đúng không? He's having a shower. Thứ nhất là người ta đang nói gì cụ thể về cái tình huống đấy. My mom is in a bathroom and she is having a shower. Và cô ấy đang tắm. Mẹ tôi ở trong phòng tắm. Và bà ấy đang làm gì? Đang tắm. Đúng không? Đúng nào? Ok, tiếp tục nào. History teacher always gave us a lot of homework hay là is giving us a lot of homework. Nào, cái câu này lại là một cái câu khó về cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn. Câu này cô nói luôn với con đây là thì hiện tại tiếp diễn rồi, is giving. Vì sao is giving lại được sử dụng trong câu này? Mặc dù có cái cụm từ always, always nó là dấu hiệu nhận biết của thì gì? À Vinh, always là dấu hiệu nhận biết của thì gì? Always là của thì gì? Ừ? Always thì Giống từ often, giống từ sometimes. Nó là các cái trạng từ chỉ gì? thì hiện tại tiếp diễn à. Ừ. Không rồi, về nhà học ngay lại hai thì này cho cô ngọc. Từ always là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn, nó thể hiện cái tần suất mà con làm một cái việc gì đó. Từ always này mang nghĩa là gì? Là thường thường xuyên. Từ sometimes mang nghĩa là thỉnh thoảng. Từ often mang nghĩa là thường. Từ rarely giống từ rarely, từ hardly đúng không? Từ seldom nó đều mang nghĩa là gì? Là cái tần suất con làm một cái việc gì đó. Thế thì nó thể hiện cho thì hiện tại đơn, nhưng tại sao trong câu này lại thể hiện thì hiện tại tiếp diễn? Vì câu này đang thể hiện một cái ý gì? Trách móc thầy giáo gì? Thầy giáo lịch sử của chúng tôi luôn luôn giao cho chúng tôi rất nhiều bài tập về nhà. Đúng không? Luôn luôn giao cho chúng tôi rất nhiều bài tập về nhà. Đúng không nào? Câu này đòi hỏi con phải nắm được hai thì này rất chắc. Thứ nhất là về cấu trúc, thứ hai nữa là về cách dùng, dấu hiệu nhận biết, mặc dù dấu hiệu là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Tuy nhiên, cái từ always có một cái hình thức rất đặc biệt. Đúng nào? Vinh. Đúng không? Từ always này là một cái từ rất đặc biệt. Cô Ngọc đã chú ý cho con ở trong bài mà con học về thì hiện tại tiếp diễn.
Thì khi người ta sử dụng always với cái nghĩa là phàn nàn về một ai đó thì chúng ta phải sử dụng thì hiện tại đang diễn. Ok? Ví dụ, Em lỗi cô nói chị con luôn luôn đi trễ. đó. Đấy là cô đang phàn nàn về con. Và cái từ luôn luôn này lúc đấy không phải là cái thói quen của con luôn luôn nữa, mà là một cái lời phàn nàn về việc là con luôn luôn đi học trễ chẳng hạn. Đấy, khi đó chúng ta phải sử dụng thì hiện tại diễn. Được chưa? Vinh hiểu cái câu này không nhỉ? Hay là nãy giờ không hiểu nào? Sơ 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 à? Sơ sơ là như nào? Giải thích lại cho cô nào. Vì sao ở đây sử dụng thì hiện tại tiếp diễn? quê là một câu đặc biệt. Ừ, đặc biệt như thế nào? Ừ, nó đặc biệt như thế nào? Nó đặc biệt như thế nào con? Ừ? Đặc biệt như nào? Đặc biệt như nào? Always này là thì gì? Đầu tiên là nếu như bình thường con nhìn vào always, con thấy đây là thì gì? Thì hiện tại đơn. Ừ, hiện tại đơn. Nhưng mà vừa nãy cô Ngọc nói cái ý của câu này thể hiện cho sự gì? Sự phàn nàn. Nhớ nhá. Cách dùng của thì hiện tại đi diễn đấy. Nhưng mà chỉ đặc biệt với cái từ always này thôi. Nếu trong câu có từ always, con phải hết sức cẩn thận. Vì nó có thể là một cái câu phàn nàn. Mà nếu đã là một cái câu phàn nàn thì nó phải được chia thì hiện tại tiếp diễn, không phải là thì hiện tại đơn. Nhá. Thế thì trong cái câu này nó thể hiện cái ý phàn nàn. Thế làm sao con biết được cái câu này có ý phàn nàn? Con phải dịch. Đúng không? Mà để phải dịch thì phải học từ vựng. Nhá. Ok. Cái câu này nó thể hiện là gì? Our history teacher always is giving us a lot of homework. Luôn luôn giao rất nhiều bài tập về nhà cho chúng tôi. Nó thể hiện sự phàn nàn, đúng không? Ví dụ, con phàn nàn là gì? Con phàn nàn là thầy giáo toán của con giao rất nhiều bài tập cho lớp của con, khiến cho mọi người không thể nào mà hoàn thành được, đúng không? Đấy là lời phàn nàn, đúng không? Mặc dù chúng ta có từ always. Nào, tiếp tục. Câu số 5 nào. Câu số 5 thì gì đây? Vĩnh. Câu số 5 Thì gì? để Thì gì? hiện tại tiếp diễn. Vì sao lại hiện tại tiếp diễn ở đây? Hoài hoài Hả? break hiện of hiện tại đơn. Ừ, vì sao lại hiện tại đơn? Hợp lý. Vì sao lại hiện tại đơn ở đây? Rồi là đúng rồi đấy. Nhưng mà vì sao lại chọn hiện tại đơn? Vì có từ gì? Vì có từ basketball. À, phải là từ gì để mà cô phải lựa chọn thì này. Basketball là từ Từ basketball nổ thôi. Con chọn phải chọn từ gì? Từ often đây này. Chưa, option đây là gì? Là thường. Đây chính là dấu thì hiệu nhận thức của thì hiện tại đơn, được chưa? Ok. Câu này sẽ là lies. Chỉ đơn giản là yêu thích thôi. Vì sao lại chọn lies thì không phải là liking. Riêng những cái từ thể hiện cảm xúc, thể hiện giác quan, thể hiện sự nghe nhìn không bao giờ đi với thì hiện tại tiếp diễn. Được chưa nhỉ? Thế nên nó phải đi với thì hiện tại đơn. Mà đi với thì hiện tại đơn từ lies giữ nguyên. Ok. Hey, the children are in class 7 this morning and they are doing
Geography test. Họ đang làm bài kiểm tra địa lý. Được chưa? Câu số 8 này, chúng ta có từ gì đây? Very well. À, chúng ta một là don't speak very well, hai là speaking very well. Thế thì cái này chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? Sẽ là don't speak. Vì sao lại chọn don't speak? Chỉ đơn giản là bởi vì nó là một cái, nó thuộc về cái năng lực của họ thôi. Chẳng phải là hành động gì mà nó thể hiện cho quá trình cả. Chỉ đơn giản là họ không thể nói được tiếng gì? Tiếng Nga. Đúng không? Thế là xong. Ok chưa? Về nhà này, nhiệm vụ của con. Nhiệm vụ của con đó là phải học lại toàn bộ kiến thức của hai thì này cho cô Ngọc. Nhá. Vinh đã rõ chưa Vinh? Con phải mở lại vở và xem lại toàn bộ những cái phần mà cô đã dạy liên quan đến thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Buổi sau sẽ là buổi mà chúng ta luyện tập riêng về hai thì này. Bài này chúng ta sẽ học thành 3 buổi. Nhá. Ok. Bài này chúng ta phải học thành 3 buổi. Con biết vì sao? Bởi vì con đã quên hết toàn bộ kiến thức của phần này rồi. Vất vả chưa? Quá vất vả đúng không? Trước đấy hai cô trò đã học hai thì này và luyện tập hai thì này, con làm rất nhuần nhuyễn rồi bây giờ con quên. Đấy. Học phải tập trung để ý vào nhá, Vinh nhá. Ừ. Cô Ngọc không muốn nhắc con nhiều chút nào hết. Bây giờ con lớn rồi. Nhắc con nhiều thì đâm ra là sẽ trở thành một cô giáo rất là khó tính. Tuy nhiên là nếu không nhắc con thì con không chủ động học. Mà nếu không học thì chúng ta không đạt được kết quả nào hết. Mà không đạt được kết quả nào thì người mất tiền chính là mẹ của con thôi. Đúng không? Bởi vì trung tâm khi đấy con không đảm bảo được cái việc học, con không đảm bảo được cái chất lượng học. Con không chăm chỉ thì trung tâm cũng không thể nào giúp được con học tốt hơn. Mà cô cũng không thể nào giúp được con học tốt hơn. Thế nên là cái kết quả của việc đi học của con là phải do con quyết định. Và cô chỉ có nhiệm vụ nhắc nhở cũng như là đốc thúc này, hướng dẫn con thôi. Để cho con có thể hiểu được kiến thức là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Là làm được bài tập tốt. Đúng không nào? Đấy. Thế là về nhà nhắc này. Buổi ngày hôm nay, ngày mai chúng ta có bài có ấy luôn rồi, thì ngay buổi tối hôm nay phải học lại toàn bộ hai thì này cho cô là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, học toàn bộ từ vựng ngày hôm nay. Đấy chính là bài tập về nhà của con. Nhá. Ok chưa? Con nắm được chưa? Rồi. Rồi, ok. Nếu trong quá trình học lại hai thì này mà con thấy còn vướng mắc phần nào, con có thể nhắn tin ở trên group nhóm của chúng ta ở trên trên Facebook ấy, trên Messenger ấy, để chúng ta để cô sẽ giải đáp thắc mắc cho con. Ok. Ok. Rồi, vậy thì buổi ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhá. Okay, so goodbye and good night Bye teacher, good night. you. Okay, goodbye.